Xin chào các bạn đã quay trở lại với Gia Bảo Luxury. Ngày hôm nay thì rất là vui khi được gặp lại các bạn trong video này. Thì như các bạn đã biết thì thời gian vừa qua tôi cũng ít có dịp ra video. Một phần cũng bởi vì lịch công tác khá là dày. Tuy nhiên ngày hôm nay thì tôi sẽ đem đến các bạn một chiếc đồng hồ cũng khá là hấp dẫn. Chiếc đồng hồ này thì không có mức giá quá là cao. Tuy nhiên đây là một trong những chiếc đồng hồ đặc biệt nhất mà tôi đã từng được trải nghiệm. Có thể là ngày hôm nay chúng ta sẽ dễ dàng thấy một chiếc đồng hồ Patek đeo ở ngoài đường, một chiếc Rolex hay là một chiếc AP vân vân. Nhưng chiếc đồng hồ ngày hôm nay tôi review thì có thể đây là lần đầu tiên chúng ta sẽ thấy được ở trên ở Việt Nam. Và chiếc đồng hồ hôm nay tôi sẽ review đó mang tên, nó là thương hiệu Romain Jerome, nghe rất là lạ đúng không các bạn? Tuy nhiên đây thì không phải là một thương hiệu lạ với những người đam mê và chơi đồng hồ. Bởi vì sao? Romain Jerome có một cái DNA rất là riêng. Họ mang những cái DNA, tức là những cái di sản, những gì đặc biệt nhất, ví dụ như là bụi mặt trăng lên đồng hồ của họ, hay là như chiếc đồng hồ hôm nay tôi đang đeo đây, đó là từ thép của một con tàu nổi tiếng nhất trên thế giới, đó là thép từ tàu Titanic. Và chiếc đồng hồ ngày hôm nay tôi đang đeo ở trên tay mang tên là Romain Jerome Steampunk 46, dành riêng cho thị trường Nhật Bản, Limited Edition 25 chiếc mà thôi các bạn ạ. Thì chiếc đồng hồ này như các bạn đang nhìn thấy, nó được làm từ vỏ thép. Và điểm đặc biệt của nó đó chính là chất liệu ở vành bezel từ thép của con tàu Titanic. Thì trước khi đi sâu vào chiếc đồng hồ này thì tôi sẽ nói một chút về ngoại hình của chiếc đồng hồ này. Như các bạn đang nhìn thấy thì chiếc đồng hồ này thì có kết cấu khá là phức tạp. Nó đúng nghĩa như cái phong cách steampunk. Steampunk thì như tôi được biết thì đây thì là một cái phong cách nó khá là khoa học viễn tưởng từ những thế kỷ 19, với rất là nhiều chi tiết ở trên người của nhân vật chính. Đấy. Thì chiếc đồng hồ này cũng vậy. Với màu sắc ấy, nó là màu đồng và màu nâu là chủ đạo. Đó. Chiếc đồng hồ này thì như các bạn đang thấy có một đường kính khá là lớn, 46mm. Tuy nhiên là khi lên trên cổ tay tôi, đây, như các bạn đang nhìn thấy, nó không bị quá to và nó là một chiếc đồng hồ thể thao đúng nghĩa, với dây cao su, khóa đôi. Cái cảm nhận của tôi về chiếc đồng hồ này thì có lẽ là, nói nhờ nhỉ, nó rất là đặc biệt. Bởi vì sao? Bởi vì như chúng ta đang nhìn thấy, ngoài vấn đề về thiết kế ra, thì trên phần vành bezel của chiếc đồng hồ này đó chính là thép từ con tàu Titanic. Nếu như tôi không giới thiệu thì có lẽ rất nhiều người nghĩ đây là một phần của cái sắt gì. Được thì đúng, nó là sắt gì đấy, nhưng mà nó là sắt gì của con tàu nổi tiếng Titanic nên là nó sẽ có giá trị hơn. Và cái phần này thì nó sẽ được nó đã được Romain Jerome khẳng định và công nhận ở trong cái phần thẻ bảo hành của chiếc đồng hồ này. Về mặt số của chiếc đồng hồ này thì có lẽ là chúng ta sẽ thấy được rất là nhiều những điểm khá là hấp dẫn. Bởi vì sao? Bởi vì là chúng ta sẽ có 4 vị trí ốc vít, 2 giờ này, 4 giờ này, 6 giờ và 8 giờ. Đó là những ốc vít được lấy cảm hứng từ con tàu Titanic này. Sau đây thì tôi sẽ nói về độ hoàn thiện một chút. Các cọc số góc 6 giờ và 12 giờ, chúng ta sẽ thấy được là cọc số La Mã 6 giờ, 12 giờ được hoàn thiện bằng cách chải xước, nhưng không giống như là những cái phong cách chải xước, những cái kỹ thuật chải xước thông thường, mà cái phong cách chải xước, cái phương thức chải xước ở hai cọc số này là phương thức chải xước lộn xộn. Nên là chúng ta nhìn nó khá là crazy một chút. Tuy nhiên là khi đến những cái tấm khiên, những cái khay ở trên mặt số đồng hồ thì chúng ta sẽ lại thấy được là những cái chải xước rất là mờ, mịn và đều. Chức năng của chiếc đồng hồ này thì rất là đơn giản: giờ, phút và giây. Và để cho cái mặt số chiếc đồng hồ đỡ nhàm chán thì chúng ta sẽ có một cái đồng hồ kim dây. Đồng hồ nó cũng không hẳn là kim dây đâu, nhưng nó sẽ quay theo cái hình, đây là cái hình chân vịt các bạn ạ. Đó, ở góc 9 giờ chúng ta sẽ thấy được một cái bánh chân vịt luôn luôn chuyển động ở đây. Chúng ta sẽ không thể biết được là nó chính xác là bao nhiêu giây, nhưng chúng ta sẽ thấy được chiếc đồng hồ này nó không phải là một chiếc đồng hồ chết mà nó luôn luôn chuyển động. Cỗ máy của chiếc đồng hồ này, đây tôi sẽ mở cái chiếc đồng hồ này ra thì chúng ta sẽ thấy được phần dây cao su rất là chắc chắn, và phần khóa titan cũng giống như phong cách những chiếc đồng hồ thể thao hiện tại đang làm,
Đó là khóa bằng titan rất là nhẹ. Đó. Và đáy của chiếc đồng hồ này đây, như các bạn đang nhìn thấy, nó cũng có cái hình cánh quạt và ghi cái số limited 25 chiếc. Đó. Hoàn thiện rất là cao. Tôi đánh giá là đây là một trong những chiếc đồng hồ rất là đặc biệt, rất là đặc biệt các bạn ạ. Thì đó, chiếc đồng hồ này thì có một cái mức giá hãng là hơn 15.000 USD. Thì tôi nghĩ là với một chiếc đồng hồ khá là đặc biệt như thế này thì cái mức giá bỏ ra thì nó rất là vô cùng, cũng không thể nói được là nó xứng đáng hay không. Tuy nhiên là với tôi thì đây là một trong số những chiếc đồng hồ ấn tượng nhất trong cái quá trình làm về đồng hồ của tôi. Cái cảm giác khi đeo lên tay của tôi chiếc đồng hồ này thì nó không quá nặng, nhưng có một điểm rất là đặc biệt, đó chính là khi tôi rảnh tay thì tôi sờ vào cái phần thép ở trên vành bezel này, nó tạo cho tôi một cái cảm giác khá là thú vị. Sần sần, nếu như các bạn hay uống cà phê ở một số cái quán cà phê trending như bây giờ, ví dụ như là A2 hay Cafa gì đấy, thì nó khá giống với những cái thanh sắt, nó khá giống với những cái thanh sắt ở lan can ấy. Đó, đấy chính là phần vành bezel này. Đó, thì đây cũng là cuối của video này rồi. Thì rất cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và nếu như các bạn cảm thấy video này hay và hấp dẫn thì đừng ngại ngần gì like, share và subscribe kênh của chúng tôi các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.